Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vẽ các ellipse trong phần mềm AutoCAD 2015. Để vẽ các ellipse, chúng ta sẽ vào Home và các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có các cái bộ công cụ vẽ ellipse. Đầu tiên là bộ công cụ Center, tức là vẽ ellipse theo tâm. Mình sẽ kích vào đây. Đấy. Đầu tiên phần mềm sẽ bảo rằng các bạn hãy xác định tâm, cái tọa độ tâm của chúng ta là bao nhiêu. Giả sử như mình cho nó góc tọa độ 0, tab 0, mình Enter. Tiếp theo, phần mềm bảo với chúng ta rằng là các bạn hãy xác định cái điểm cuối của một trục. Các bạn lưu ý rằng ellipse của chúng ta nó sẽ có hai trục vuông góc với nhau. Đấy. Và mình sẽ xác định một điểm trục, ví dụ như là mình cho nó F8 này. Mình cho nó cái điểm trục có cái độ dài là 3000 đi. Đấy. Đấy chưa? Đấy. Và tiếp theo phần mềm mới bảo chúng ta rằng các bạn hãy xác định cái khoảng cách một nửa của cái trục còn lại. Đấy. Các bạn thấy chưa? Trục còn lại. Đấy. Mình sẽ cho nó là cái trục còn lại có cái độ dài một nửa là 1000 nhá. Mình Enter. Đấy. Thì ở đây mình có thể sử dụng inline để vẽ cho các bạn xem này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, nó có khoảng cách 1000. Và đây. Đấy, các bạn thấy nó khoảng cách là 3000. Đấy. Đây là cách đầu tiên mà chúng ta có thể vẽ một ellipse trong phần mềm AutoCAD. Tiếp theo, chúng ta có thể kích vào đây và chúng ta sẽ chọn chế độ vẽ là axis end, tức là vẽ theo trục và cái điểm kết thúc. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái điểm kết thúc của một trục, ví dụ mình chọn đây nhá. Đấy. Sau đấy phần mềm sẽ bảo với chúng ta rằng các bạn hãy xác định cái điểm còn lại của trục đấy. Ví dụ mình xác định cái điểm đầu này nó khoảng cách là 6000 nhá. Mình Enter. Đấy. Sau đấy mình sẽ xác định đấy, mình nhìn vào thoại này, các bạn thấy này. Các bạn hãy xác định cái khoảng cách nửa trục còn lại mà các bạn mong muốn hoặc xác định theo thông số góc. Ví dụ như mình sẽ chọn theo khoảng cách bán kính còn lại là 1000. Mình Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được một cái clip tương tự với cách ellipse lúc nãy, chỉ khác rằng lúc nãy là chúng ta xác định tâm với hai điểm và bây giờ chúng ta sẽ xác định hai điểm với một cái khoảng cách. Đấy. Tiếp theo chúng ta có thể là sử dụng công cụ ellipse để vẽ một cái đường cung tròn ellipse. Đấy. Tức là elliptical arc. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, trên hình. Thì mình sẽ kích vào đây. Thì mình cũng là xác định cái điểm đầu tiên của trục của ellipse, mình sẽ chọn là cái điểm này chẳng hạn. Đấy. Phần mềm bảo rằng các bạn hãy xác định cái điểm còn lại. Đấy, mình cho nó 6000 nhé. Enter. Xác định cái bán kính còn lại của cái trục còn lại, mình cho nó là 1000. Đấy. Rất là giống cái cách vẽ thứ hai phải không ạ? Sau đấy thì phần mềm bảo chúng ta rằng các bạn hãy xác định cái chỗ để chúng ta cắt. Đấy, ví dụ mình chọn cái điểm này này. Đấy, và mình chọn cái điểm này này. Các bạn để ý nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được một cái cung tròn ellipse như thế này. Đấy, và các bạn có thể kích vào đây. Và các bạn thấy chúng ta có các hình mũi tên. Và các bạn có thể kích vào cái mũi tên này này. Và các bạn kéo nó ra như thế này chẳng hạn. Đấy. Chúng ta có thể thay đổi cái hình dáng của cung tròn. Đấy, rất là đơn giản. Đấy. Ở đây mình cũng thể giới thiệu cho bạn cách thao tác bằng bàn phím để vẽ một ellipse. Ở đây mình sẽ gõ lệnh L. Đấy, ellipse size. Đấy. Sau đấy mình sẽ chọn cái điểm. Phần mềm chúng ta bảo là các bạn muốn vẽ theo cái điểm được điểm kết thúc của trục hay là chúng ta sẽ vẽ theo bán kính và cung tròn hay là tâm. Mình sẽ vẽ theo tâm chẳng hạn. Đấy, mình sẽ kích vào C. Đấy, mình gõ C Enter. Đấy, chúng ta sẽ chọn tâm, ví dụ như ở đây chẳng hạn. Sau đấy nó sẽ bảo rằng chúng ta hãy chọn cái điểm kết thúc của cái trục, ví dụ như điểm này. Đấy, mình sẽ bắt điểm vào đây. Đấy. Và phần mềm mới bảo rằng các bạn hãy xác định cái khoảng cách của cái trục còn lại hoặc là xác định theo góc. Ví dụ như cái xác định theo khoảng cách còn lại thì như lúc nãy mình đã làm rồi, rất là đơn giản. Còn ví dụ xác định theo góc thì mình sẽ kích vào đây hoặc là ấn R, Enter. Và sau đấy các bạn sẽ nhập cho nó cái thông số góc. Và các bạn thấy rằng với mỗi góc chúng ta sẽ có cái hình dạng của ellipse khác nhau. Đấy. Và mình sẽ có thể nhập góc cho nó ví dụ là 45 độ chẳng hạn. Mình Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được một cái ellipse bằng các công cụ thao tác trên bàn phím. Đấy. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể vẽ các ellipse trong phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.